tôi lại reaction TikTok rồi. Nhỏ tiếng thôi. Đây là triết lý sống trên TikTok ấy. Rồi, bắt đầu luôn nha. Tình yêu đẹp là do anh tưởng tượng mà thôi. Chứ thật ra em thấy anh tội mà thương. Người ta hơn anh là sự phong lưu. Anh hơn họ là nghèo. Nhà em sống ở xóm nhỏ, chỉ có mái trên kiểu nhá, ví dụ mà nếu mà mấy cái caption này nó là một cái caption ấy, xong rồi kiểu thêm một cái ảnh sâu deep rồi kiểu sâu deep các thứ, đứng bên cột đèn này, trời hơi mưa mưa, xong rồi cầm một cái gì gì đấy ở trên tay, nhả khói vẽ mây, rồi rất là hợp. Là nói chung là tôi không hiểu. Mày giải thích ở đâu vậy? Có kiểu bây giờ là trend nó là đọc ngược chữ ấy anh. Tự mà thôi, tội mà thương ấy. Cảm giác là bây giờ mọi người cứ thích kiểu cố gượng gượng là viết ra một cái câu gì đấy để đọc cho nó có vần hay là kiểu vần đảo ấy. Làm em cười rồi tính ấy, làm tình rồi cưới ấy hả? Ờ đấy, đấy. Đấy, à, đấy, rồi, thôi rồi, thôi. Giống như kiểu phở lòng tái ấy, để cậu phải lòng tớ ấy. Vẽ người, vẽ mặt khó vẽ xương. Biết người, biết mặt khó biết lòng. Ây da. Câu này hay. À đây rồi. Khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng. Tụ trưởng à? Lần nào em xem cái thanh niên này em cũng thấy có một người quen của anh em mình. Rất giống một người quen của anh em mình. Tiếp tục là idol khỏi lốt xoáy. Thì thực ra thì sau cái số reaction lần trước mình cũng có nghiên cứu về TikTok của Khải rồi. Và khi mình đọc comment thì bất cứ câu nào của Khải, ví dụ như cái câu này nhá, vẽ mặt, vẽ lòng, khó vẽ xương gì nhá, thì bây giờ biết người biết lòng nhưng mà biết họ béo. Nghĩa là họ sẽ body shaming ấy. Ừ, nhưng mà thế hơi khó chịu nhỉ, nhưng mà hơi quá đáng vì thực ra mình thấy Khải làm này chỉ để cho vui ấy. Ừ. Tiếp nhá. Người khôn chọn bạn mà chơi, không khôn cẩn thận bạn chơi lại mình. Một thằng cái quả nhạc fight for your right. không cái này nó hay kiểu như kiểu ngày xưa xem mấy cái video của Trung Quốc ấy, hay kiểu làm mấy cái ngầu ấy, tiktok đấy thì hay chèn mấy cái này và xong rồi kiểu lắc đầu cười kiểu căng Joker Ấn Độ bạn kiểu mặt người bình thường không thích nhưng mà kiểu đấy rồi. Em không cần làm hoàng hậu của kẻ quyền thế, bởi vì em khắc có đế chế của riêng mình. Tức là cũng xinh. Tức là không làm hoàng hậu, anh biết vì sao không? Không làm hoàng hậu bởi vì em là nữ hoàng đúng không? Không phải. Bởi vì khi mà mình làm hoàng hậu ấy, thì mình chỉ được làm hoàng hậu của một vua thôi. Nhưng mà muốn xây dựng được đế chế của riêng mình thì mình cần phải làm... gọi là cái gì nhỉ, gọi là mẹ thiên hạ hả, trung tần của rất nhiều vua khác nhau. Thì lúc đó thì mình mới tạo năm 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 chế được không? Đúng rồi, chứ còn một vua thì không làm đế chế được. Thay vì việc là chung thủy với người đàn ông thì em quyết định là yêu nhiều người đàn ông mà không phải chịu trách nhiệm. Hiểu rồi, đúng rồi, gì đó, thay vì chung thủy với người đàn ông thì em quyết định là em yêu nhiều người đàn ông mà không có trách nhiệm. Em có thể sống xa đến thế nhưng mà em chỉ nghĩ đến là đấy. Thế em sao, em sẽ làm nữ hoàng hay hoàng hậu? Thì tất nhiên là em thích làm em thích là hoàng hậu. Ok đấy, thế nó rõ ràng đúng không? Anh là vì cô đơn mà chọn lại một người để yêu. Bạn xong. Vì rồi sau đó bạn sẽ cô đơn trong chính tình yêu ấy. Bình thường. Không, nhưng mà câu này cũng thấm, mà câu này anh nghĩ là sẽ cũng thấm. Cười xong rồi quay đi. Mày hất lên nữa. Chèm một bài nhạc. Nó là một công thức mà, đúng không? Đây là vì cô đơn mà chọn đại một kiểu kiểu bớ tạm ấy, kiểu bớ tạm ấy, Tinder ấy. Thế là sau đấy thì mình sẽ cô đơn trong tình yêu ấy. Nhưng mà ít ra là mùa đông thì chim được ấm. Kiểu thanh niên này kiểu nói xong nó cũng tự thấy buồn cười ấy. Nó không nhịn nổi cười ấy. Anh ơi, cà phê thì đắng, ớt thì cay, học văn thì dở. Mà sợ deep ấy, lo-fi đấy. Cái quả nhạc deep ấy. Sắp đâu. Anh nghĩ là có câu, đương nhiên có sẽ có đạo lý mà mình thấy thấm, có đạo lý mà mình thấy thế bình thường. Nhưng mà bạn nữ, các bạn nữ này làm em thấy chưa thấm. Tức là nghe xong mình thấy kiểu ok, bỏ qua. Còn để lại ấn tượng thì chỉ có vài bạn, ví dụ như bạn Khải này hoặc là bạn Sóc này. Đây, tôi tiếp tục với bạn Khải đây. Đây rồi, idol rồi. Không phải là một cái tội mà sự vượt trội của thể xác. Béo không phải là một cái tội mà là sự vượt trội của thể xác đấy. Nó giống như kiểu câu chuyện là mình bị chửi là béo ấy, xong rồi mình phải bảo chúng nó là biết vì sao tao béo, vì mỗi lần bà lại cho tao một bánh quy kiểu đấy. Mà là sự vượt trội của thể xác. Câu này cho là các bạn béo có thể dùng punchline với cả tất cả mọi người này. Không biết là
có vẻ bạn Khải đang kiểu đáp trả lại các anti fan và đang để lại những cái bình luận tiêu cực đến bạn ấy không? Mình đã từng nghĩ như thế cho lúc mình giảm cân thành công. Mình phải biết đúng là một cái tội mọi người là do bạn người. Cá lưới. Sống thân sai phá. Bước về đến nhà, xấu với hai từ vân ngoan. Biết điều tôn trọng người lớn đấy là kính lão bác thọ. Ông này là ăn cắp ông Khải quá. Giật giật mắt này. Nhưng mà nghe nó còn không vần ấy. Nó mấy câu này thường là ví dụ kiểu nó hơi vần vần một tí nghe nó còn hay ấy. Thật ra nghe cái câu này anh thấy giống với cái câu ngày xưa kiểu kiểu đi bar mà các dân chơi hay nhờ kiểu trả 50-100 để cho nó hiện cái chữ ở sau ấy. Con chỉ sợ nước mắt mẹ rơi. Rồi chứ con chơi lúc nào chả được. Đấy đấy đấy, cái câu đấy nó còn hay hơn. Tại để bắt chước bạn Khải à? Anh thấy bây giờ theo trend ấy, kiểu ai nói đạo lý xong không mày tặc lưỡi một cái thế cho nó gọi là có sự điểm nhấn như kiểu bình thường em viết câu văn em phải có số chấm câu, bây giờ em nói đạo lý thế mày có cách một cái đấy. Nhưng mà nói về kiểu theo công thức là quay đi chỗ khác cơ, đây là bạn này là theo công thức là ngầu kiểu ngầu thôi đó, dừng nghỉ đấy. Mưa ngừng rồi chắc gì trời đã tạnh, chia tay em rồi chắc gì đã hết yêu. Ôi cái câu này thực sự như một cái tát vào mặt một người anh. Em cũng đang nghĩ. Và một người em đang ở bên cạnh mình nữa. Ông bạn này kiểu yêu nhiều quá là hơi đơ ra. Không phải đâu anh ạ, nghe lắm nhạc lo-fi quá nên là phải ra mấy cái câu nghe nó thối thối ấy để ghép được nhạc lo-fi vào với cả quay camera lên trời. À xong rồi để frame chậm đúng không, để nhìn cho nó kiểu slow đúng chất lượng thấp, lo-fi đúng không? Tức là mục đích là gì? Mục đích là khi mà 100 người xem cái video này thì ít nhất ở trong đấy phải có 80 người rơi nước mắt. Thế mà căn bản là ông này ông nói xong ông còn cười ấy. Thế luôn nha, mình xem thì buồn cười này thôi, nhưng mà đọc comment thì các bạn sẽ bảo là ui chân lý quá các thứ. Tôi cũng là người đã từng trải qua cảm giác như thế các thứ nhiều lắm. Ui idol nói chỉ chí phải. Quá không chứ, mất kìm thằng khác đành là rác. Rủ cả bà vào quay làm sao chứ. Bà đây là rủ bà nội bà ngoại mà. Khói. À chật. Hay. Chật. Nhất cụ rồi, huân chương lao động nhất cụ rồi. À chật. Ê bạn này chết đấy. Nhưng mà đúng là dạo gần đây em thấy TikTok các bạn cũng rất thích những cái trend mà kiểu rủ bố mẹ, rủ ông bà vào quay cùng ấy. Xong rồi kiểu cảm thấy là ông bà bố mẹ mình rất là xịt tin, rất là bắt trend. Và những cái video đấy thì view cực kỳ cao luôn. Đừng làm gì có lỗi với tao, lỗi đơn giản nói là hai chữ xin lỗi. Nếu hai chữ xin lỗi mà giải quyết được mọi chuyện thì Lê Văn Luyện đã không phải đi tù. Xin lỗi nhưng mà lại nói được là Lê Văn Luyện nhưng mà lại bảo là xin lỗi. Nói là hai chữ xin lỗi nhá. Nếu hai chữ xin lỗi mà giải quyết được mọi chuyện thì Lê Văn Luyện đã không phải đi tù. Xin lỗi thì Lê Văn Luyện không? Không hiểu. Lê Văn Luyện lờ thì bạn nói được. Thì nói được nhưng mà xin lỗi thì bạn lại là xin lỗi. Chứng tỏ bạn này vẫn nói được, bạn vẫn sửa được. Cái này nó giống kiểu sai chính tả ấy các bạn. Tức là nó rất ý nghĩa nhưng mà tại vì bạn nói ngọng nên là nó hơi. Nhưng mà cái câu em chưa hiểu cái câu này nghĩa là gì. Đừng có lỗi xong rồi nói xin lỗi. Tức là nói chung là đừng làm sai rồi xin lỗi, bởi vì nếu mà xin lỗi mà được thì Lê Văn Luyện nó không phải đi tù ấy, kiểu ý là xin lỗi không có tác dụng. Deep fight for you right again này. Nhưng mà mắc lỗi trước 18 tuổi sẽ không bị tử hình. Em hỏi anh cái này nha. Nghe nào. Nếu như bây giờ em nói em có thai thì anh sẽ làm như thế nào? Thì mình xem em bé là thôi. À như cái này xem. Nếu như nó không phải là con của anh thì sao? Ủa em hỏi gì lại vậy? Thì tất nhiên mình chia tay thôi. Anh nói hay lắm. Chứ bây giờ em muốn anh phải làm thế nào? Không, anh thấy vui là được rồi. Hả? Em ngộ ghê á. Không lẽ bây giờ anh nói á, em cứ xem em bé đó đi. Còn anh là người nuôi hả? Quả nhiên là đàn ông tốt đều là đàn ông của người khác hết rồi. Anh mãi mãi không hiểu được vấn đề này. Em không hiểu. Thế là hết rồi à? Cái video này em xem trên TikTok một thời gian cách đây tầm 1-2 tuần gì đấy. Sau kiểu em không hiểu đâu, em đọc comment em cũng không hiểu gì. Em là con gái không hiểu được. Nghiêm túc là bây giờ đến lần thứ, chắc phải lần thứ 5, thứ 6 em xem video này rồi vẫn không hiểu. Vấn đề này là vấn đề cái con gì? Như là anh xem video rồi, anh có vào hẳn cái video gốc rồi. Cái bạn nữ này, bạn ấy đăng lên, bạn viết cái caption là nhép thì nhép theo thôi chứ vẫn không hiểu vấn đề gì hết. Tức là bạn chỉ diễn thôi chứ bạn cũng không biết là thế, bạn ấy. Thế thằng nào là thằng làm mà cái câu này? Thế là sao? Bây giờ bạn ấy sinh em bé ra, nếu là con của người ta thì người ta nuôi là đúng rồi, không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ nếu như không phải con của người ta, thì vẫn bắt người ta nuôi. Có nghĩa là anh yêu em thì anh phải đồng ý cho em đổ vỏ. Và biết là họ phải thấy vui.
Và mãi mãi họ không hiểu được vấn đề này. Còn nếu mà anh không cho em đổ vỏ thì có nghĩa là anh đang yêu một người con gái khác rồi. Thế là nhỉ? Anh yêu em thì anh phải yêu tất cả những gì liên quan đến em, bao gồm cả đứa con cả của đứa em. Con của em của em nhưng của mà không phải là của anh. Ủa? Mình không hiểu, mình vẫn không hiểu. Không, tôi hiểu. Cảm ơn các bạn. Nếu như ai có thể hiểu được cái bạn nữ cuối cùng đang nói gì thì mình rất hy vọng các bạn có thể để lại comment ở bên dưới và giải thích cho mình. Thật sự mình không hiểu nổi bạn nữ này đang làm trò gì nữa. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Bây giờ thì bye bye.